Trân trọng kính chào khán giả người Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình từ thủ đô với Ngô Văn Khanh. Hôm nay là ngày thứ năm 8/8/2024. Xin chào anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington tôi là Nguyễn Văn Khanh. Cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của người Việt TV và gửi lời chào đến bạn Đỗ Dũng. Tôi thấy là có một cái chuyện mà hơi lạ. Tức là cách đây 48 giờ đồng hồ thì thị trường chứng khoán không phải là chỉ Hoa Kỳ cũng thôi mà cả thế giới nghĩa là rơi rụng. Thế là mọi người ồn ào bảo là như vậy là tình hình nó nguy kịch rồi, là có thể là chúng ta sẽ bước vào cái giai đoạn được gọi là gây trở ngại của nền kinh tế rồi suy thoái kinh tế vân vân và vân vân. Trong hai ngày vừa rồi thì thấy là thị trường chứng khoán lại lên trở lại. Đương nhiên tức là cái phần mất thì là vẫn mất, nhưng mà cái phần lên trở lại thì chúng ta cũng phải lưu ý đến. Tôi thấy là thị trường chứng khoán lên thì chẳng ai nói gì cả. Rồi mà tôi cũng còn nhớ rằng là khi mà thị trường chứng khoán xuống thì những người bạn bè của tôi bảo thấy chưa, ông Khanh thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà, là ông Biden không biết làm kinh tế. Thế rồi bây giờ thị trường chứng khoán lên trở lại thì tôi chẳng thấy họ nói gì cả. Tôi thì coi đó là có chuyện rất là vui. Tôi để ý thấy như thế này, thị trường chứng khoán thì bao giờ cũng lên và cũng xuống. Cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Và cái thị trường chứng khoán bao giờ cũng như vậy. Từ đó nó adjust là lấy nó. Và rồi sau đó là chúng ta cứ an tâm. Từ khi mà tôi bắt đầu làm việc vào năm 1980 cho đến giờ phút này, đã trải qua biết bao nhiêu thời kỳ là thị trường chứng khoán xuống, rồi lại lên, rồi lên rồi lại xuống. Và phải thưa cùng với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi còn nhớ là khi mà tôi về hưu thì lúc đó là mới chỉ có hơn 20 ngàn, bây giờ lên tới 40 ngàn, lên gấp đôi rồi. Thì tôi nghĩ là tôi ok, tôi chẳng có gì cả. Nếu mà giả sử nó có xuống tới 20 ngàn đi chăng nữa thì tôi cũng hồi vốn so với lại cái lúc mà tôi về hưu. Đó là cái nhìn của tôi về thị trường chứng khoán. Thành ra là bởi như vậy, tôi không phải là một nhà kinh tế và tôi cũng không phải là một nhà báo chuyên về kinh tế. Tôi chỉ thấy rằng là có lẽ là chúng ta nên an tâm, đừng có vội vã âu lo rằng là chúng ta sẽ suy thoái kinh tế rồi chúng ta sẽ gặp khủng hoảng kinh tế vân vân và vân vân. Tôi thấy là nước Mỹ trước hết là thị trường lao động vẫn tốt. Cái điểm thứ nhì là người dân vẫn có việc làm và có tiền, và khi họ có việc làm và có tiền thì chắc chắn là họ sẽ tiêu tiền. Đó là cái điều mà ở những quốc gia khác người ta mong mà không được. Thành ra bởi vậy chúng ta có được những cái đó và những cái điểm đó, và đó là những cái điểm mà chúng ta phải vui, không phải âu lo gì cả. Đó là cái điều mà tôi nhìn thấy, và đó là câu chuyện mà chúng tôi muốn thưa cùng với lại quý vị khán thính giả. Bây giờ thì xin được trở lại California với anh bạn Đỗ Dũng của chúng tôi. Nhân anh Khanh nói chuyện này, tôi có ba cái quan sát, ba điều tôi muốn đưa ra. Tôi không biết là thị trường chứng khoán và lao động lên xuống như nào, tôi không biết. Tôi cũng không giống như anh, tôi chẳng có rành về kinh tế của tôi chẳng ấy. Mà tôi biết có một cái thị trường lúc nào lên, đó là thị trường bán than. Đó, điển hình là ngay trong nhà tôi này, bà thủ tướng lúc nào cũng than. Than. Mới mua cho chiếc xe cũng than. Mới mua cho cái nhẫn cũng than. Mới dẫn đi Las Vegas chơi cũng than. Bán than lúc nào cũng ăn khách. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là những người này người ta nói là đúng. Bởi vì như ông Trump cũng nói á, thấy không, chứng khoán lên là tại vì nó biết tôi sắp thắng cử. Rồi khi chứng khoán xuống á, là Kamala crash. Là mình nghe là Kamala được giới thiệu ra làm ứng cử viên tổng thống, nó crash. Thành ra khi ông phóng viên, cái ông nhà báo Neil Cavuto của đài Fox News cách đây 2 ngày, ông bảo ông ơi, ông nói làm tôi confused quá. You either own it or not own it. Đúng không? Anh phải chịu trách nhiệm. Trong thời gian anh làm tổng thống, trong 10 đợt lên xuống cũng có 3 đợt của anh nó lên chứ đâu phải không đâu. À, là chuyện thứ ba tôi muốn nói với anh. Dạ. Đúng như anh nói, chúng ta phải bị học thêm cái chữ là biết ơn. Phải nên biết ơn. Nước Mỹ này, chúng ta thấy ông Khanh, ông sống là gần 50 năm mà vẫn ngon lành như thường. Lên xuống như nào cần biết. Ông đâu bán than đâu, lúc nào cũng vui vẻ. Ông Tư, than là tôi thiệt với anh, mấy người bán than nó có hai dạng. Mà cái dạng nhiều nhất là dạng này, than là sao tôi không giàu hơn được nữa, chứ không phải là than tại tôi nghèo. Tham lam. À, tôi chỉ có những ý kiến riêng như thế. Bây giờ chúng ta vào cái chuyện mà quan trọng hơn nữa là chuyện chiến tranh Trung Đông. Trong mấy ngày qua thì anh em mình không có nói cái chuyện này, mặc dù nó bây giờ đang là dữ dội. Nhất là sau khi hai lãnh tụ của Hamas và Hezbollah bị ám sát. Cho đến giờ phút này Israel không xác nhận, không phủ nhận. Và bên phía Iran nói rằng là, và cũng như Hezbollah là mấy ngày nay là họ hăm dọa là sẽ lớn á.
Bây giờ ông Anthony Blinken, ngoại trưởng của Mỹ, nghĩa là mấy ngày nay chạy tất bật luôn. Bây giờ ông đang chạy qua bên Trung Đông, ông kêu các bên kiềm chế. Rồi ngày hôm kia bà Kamala Harris đang đi tranh cử, cũng phải chạy vô Situation Room họp với lại ông Biden để bàn tính, xem làm sao nhưng để nó bùng nổ ra. Chứ giống như kỳ trước mà bắn 300 con drone ở Mỹ chặn gần hết thì cũng mệt lắm. Nhưng mà kỳ này là cái chuyện là rõ ràng là Israel để cho chuyện này xảy ra. Xin nhắc lại, họ không xác nhận, không phủ nhận cái chuyện ám sát hai lãnh tụ đó. Và Hamas thì anh biết là cách đây 2 ngày họ đã đưa cái ông mà được coi là chủ mưu của vụ tấn công ngày 7 tháng 10 lên làm lãnh tụ tối cao, phải không? Cho thấy là họ không có chùn bước. Câu hỏi lớn nhất hiện nay thì anh Khanh, chúng ta còn có chưa đầy 3 tháng tới ngày bầu cử. Mà nếu chiến tranh Trung Đông mà nổ ra thì có vẻ như không có lợi cho Mỹ, mà không có lợi cho Mỹ có nghĩa là không có lợi cho cái liên danh của Kamala Harris với lại Tim Walz. Trong cái hiểu biết của anh và theo dõi tình hình á, chính quyền Biden gọi là Team Biden, liệu họ có làm được cái gì để mà đừng để chuyện này xảy ra không, là hay là ít nhất nếu có xảy ra thì sau cái ngày bầu cử là tính sau, anh nghĩ sao chuyện này? Tôi thấy rằng là đương nhiên là Team Biden phải cố gắng bằng mọi cách, bằng mọi giá, bởi vì họ cũng hiểu rằng là cái chuyện ở Trung Đông ảnh hưởng trực tiếp đến cái cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Hôm nay là còn 90 ngày nữa, như là thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả. Nên 89 ngày là... anh, 89 ngày. Dạ, 89 ngày, dạ vâng. Dạ. Thành ra là thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả. Đó là cái lý do tại sao mà bây giờ là bên Tòa Bạch Ốc và bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là dồn tất cả mọi nỗ lực đi làm ngoại giao con thoi. Ông Biden đi chỗ này rồi những người khác thì đi chỗ khác. Tôi xin lỗi, ông Blinken đi chỗ này rồi những dàn cố vấn thì đi chỗ khác để mà kêu gọi mọi người là làm ơn kiềm chế hộ. Tôi cũng còn nhớ rằng là ngay chính Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Tony Blinken là ông luôn luôn ông đưa ra hai điều. Điều thứ nhất ông bảo rằng là tôi xin quý vị phải kiềm chế, tất cả mọi quốc gia đều phải kiềm chế, đừng có để cho cái tình hình nó nổ lớn hơn nữa. Và cái điểm thứ nhì là ông bảo rằng là chúng tôi vẫn hy vọng là sẽ tìm được một cái giải pháp hòa bình. Tôi phải thưa luôn với anh Đỗ Dũng là kiềm chế thì có thể là được, nhưng mà tìm được giải pháp hòa bình trong giai đoạn này thì tôi e rằng là cái điều đó quá khó. Trước đây đã khó rồi thì bây giờ nó trở thành khó hơn nữa. Đó là cái nhìn của tôi. Và để trả lời câu hỏi đầu tiên mà anh Đỗ Dũng đặt ra, thưa với anh Đỗ Dũng, tôi nói anh nghe, giải pháp là quên đi, không? Sẽ không bao giờ có giải pháp gì hết. Chỉ có một giải pháp duy nhất là nhấn nút bom nguyên tử cho hai cái nhóm mà nó banh càng luôn, nguyên vùng Trung Đông banh càng. Tôi nói thẳng với anh như vậy, là ai nói tôi, anh nói bố bá bố láo tôi chịu. Tôi nhìn vấn đề là nó như thế. Bây giờ chỉ làm sao là kềm chế để đừng xảy ra, thấy không? Vâng. Từ giờ đến ngày tháng 11 đó, tôi chỉ cần nói cái giải pháp thôi. Anh thấy bên ông Biden có cách nào để mà nó có cái khác làm cho nó chậm lại, sau đó chúng mày chết chậm chạy cha chúng mày, đúng không? Bởi vì cái chuyện này mà xảy ra là kẹt vô cùng, khó ăn khó nói. Anh nghĩ sao về tôi? Chỉ tôi không hỏi giải pháp nha. Anh Đỗ Dũng nói cái câu là điểm đó là cái điểm hoàn toàn đúng, ai cũng nhìn thấy cái điều đó. Và tôi nghĩ rằng là đương nhiên, tức là không có ai cầu mong chiến tranh cả, nhưng mà giả sử như là chiến tranh xảy ra thì tôi nghĩ rằng là đó sẽ là một cái lợi điểm cho liên danh của Cộng Hòa, tức là cho ông Donald Trump hơn là cho bà Kamala Harris. Tôi hiểu là ngay giờ phút này thì cai chính bà Kamala Harris cũng đang âu lo, không biết rằng là cái tình hình nó sẽ ra sao. Khi mà bà họp với lại ông Biden cách đây 48 giờ đồng hồ thì là cho thấy rõ ràng là cái tình hình nó khẩn trương, ai cũng nhìn thấy tình hình khẩn trương cả. Bây giờ cái giải pháp là như thế nào? Không, anh Đỗ Dũng bảo là có lẽ là không tìm được một cái giải pháp nào đâu, chỉ có cuối cùng là cái lời kêu gọi là xin quý vị kiềm chế, đừng để cho cái tình hình nó để trở nên nóng hơn hiện nay. Hiện nay thì tôi nghĩ là cũng đã quá nóng rồi. Nhưng mà nếu bảo là phải bấm nút nguyên tử này nọ thì tôi nghĩ là chưa đến cái mức độ đó. Hiện tại bây giờ thì ở tại Washington có rất nhiều cái scenario được nói đến. Một trong những cái scenario là thế nào là Hoa Kỳ, là Israel cũng sẽ bị tấn công và Hoa Kỳ là phải hỗ trợ cho đồng minh Israel để ngăn chặn những trái hỏa tiễn mà bắn từ phía Iran sang. Đó là điểm đầu tiên. Và người ta cũng đang nghĩ đến cái chuyện là có thể là nếu mà lần này nếu mà Iran mà cuộc tấn công Israel thì có thể là Israel sẽ đáp trả, tức là họ sẽ oanh tạc những cái căn cứ quân sự của Iran. Và nếu mà làm cái điều đó thì thưa với anh hai điều. Điều thứ nhất
là chiến tranh sẽ bùng nổ mạnh hơn, và điều thứ nhì là vật giá sẽ leo thang. Bởi vì lý do tại sao ngày hôm nay thì người ta chưa nói gì đến cái chuyện là giá dầu thô rồi là xăng nhớt, người ta chưa nói gì cả, nhưng mà lúc nào người ta cũng âu lo cái điều đó có thể là sẽ xảy ra trong tương lai, cái chuyện giá dầu thô tăng rồi là cái chuyện là vật giá tiếp tục tăng tiếp thì cũng là một cái điều mà ai cũng nghĩ đến, mặc dù là và người ta sợ rằng là có thể là sẽ xảy ra trước ngày cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ diễn ra. Thưa với lại anh Đỗ Dũng. Vâng, nhưng mà anh thấy đó, cái chuyện Trung Đông là chuyện muôn thuở, cũng do nước Mỹ tạo ra từ năm 1947 cùng các gọi là băng đảng của nước Mỹ mà theo người Palestine họ nói như thế. Và bây giờ nó cứ triền miên như thế là không ông nào dám đụng vào cả. Trước khi mà bà Kamala Harris, nếu tôi nhớ không lầm là ngay vào cái thời điểm mà ông Biden rút lui, thì ông Netanyahu có được mời sang Hoa Kỳ, sang Washington DC phát biểu tại lưỡng viện quốc hội của Mỹ. Ông đặt chức vô địch nha, vì ông lập kỷ lục là được 3 lần, hơn cả ông Churchill của anh luôn. Rồi cũng gặp ông Biden, cũng gặp bà Kamala Harris. Ai cũng biết rằng là ông Biden không hài lòng với ông Netanyahu ở trong chốn riêng tư, thì hai người là cũng cãi nhau trên điện thoại một vài lần khi mà sau cái vụ tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 và Israel bị tố cáo là quá mạnh tay, cho đến bây giờ là gần 40.000 người Palestine bị chết. Thưa anh, tại sao ông Biden với bà Kamala lại tiếp ông Netanyahu như thế mà có vẻ như là không có giải quyết được chuyện gì? Tại vì sau đó thì anh thấy là sau khi tiếp xong về thì bây giờ nhiều người ta vẫn cho rằng là ông Netanyahu đứng đằng sau cái vụ mà gọi là ám sát hai cái vị gọi là lãnh đạo của Hamas và Hezbollah. Và Iran họ bảo rằng là anh chứ không ai á, và luôn cả anh Mỹ bởi anh Mỹ ủng hộ Iran. Thứ anh về cái cuộc họp của ông Netanyahu với lại bà Harris và ông Biden, họp chi tốn thời giờ mà mất công của anh, xin mời anh. Tôi đã nghĩ là thế nào anh Đông Dung hỏi câu hỏi này. Tôi nhìn thấy như thế này, tức là cái cuộc họp đó nếu mà nói rằng là không đem lại kết quả thì không đúng. Ít nhất là đối với lại ông Biden và bà Kamala Harris, đó là cái cơ hội để mà nói trực tiếp với lại ông Benjamin Netanyahu, nói trực tiếp với lại người lãnh đạo quốc gia đồng minh của mình, những gì mà mình hài lòng và những gì mình không hài lòng, những gì mình muốn mình yểm trợ và những gì mình muốn là bên phía Israel phải sửa đổi. Nhưng mà đúng thì là ông có một cái cơ hội và bà Kamala Harris có cái cơ hội gặp gỡ và nói chuyện trực tiếp. Còn cái chuyện mà có thay đổi được hay không thì tôi ngay từ khi mà cuộc gặp gỡ chưa diễn ra thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng đang nghĩ là những cái lời than trách của ông Biden, những lời than trách hay là chỉ trích của bà Netanyahu, của bà Kamala Harris, là những yêu cầu của bà Kamala Harris đưa ra, có lẽ là ông kia ông sẽ gật đầu và ông cũng chỉ bảo ông Netanyahu bảo là tôi sẽ đồng ý rồi, để đó là tôi coi cái tình huống là sẽ như thế nào. Ông Benjamin Netanyahu luôn luôn có một cái lá bài của ông là đừng quên là những cái quốc gia mà những cái tổ chức mà chúng ta đang nói đến, tức là chẳng hạn như là Iran, chẳng hạn là Hezbollah, rồi là Hamas, luôn luôn là muốn tiêu diệt quốc gia Do Thái, luôn luôn là muốn giết người Do Thái, và cái trách nhiệm của ông trong cái vai trò lãnh đạo là ông phải bảo vệ an ninh lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc phòng cho Do Thái và cho người dân Do Thái. Thành ra là rốt cuộc anh Đỗ Dũng bảo là gặp gỡ rồi cũng sẽ không đi đến đâu cả. Đương nhiên là chắc chắn là ai cũng hiểu là cái cuộc gặp đó rồi cũng sẽ không đi đến đâu. Nhưng mà cuối cùng thì ít nhất là người ta đã gặp nhau, người ta nói chuyện. Trong cái vai trò ngoại giao thì bao giờ cũng thấy gặp nhau, nói chuyện, trình bày quan điểm của mình cho người khác biết, và rồi hy vọng là có sẽ đem lại được một cái gì đó. Cái hy vọng đó thì thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, cho đến giờ phút này vẫn chưa có. Thành ra đó là cái lý do tại sao mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ và dàn cố vấn là phải đi qua bên Trung Đông. Đó là câu trả lời của tôi, thưa với anh Đỗ Dũng. Thưa anh, cái buổi mà gặp nhau ở trong Tàu Bạch Ốc, tôi xin nhắc lại với anh là nó thấy nó tào lao lắm. Bởi vì anh thấy không, ông Netanyahu rõ ràng là sau khi gặp hai người này về là ông không có thay đổi, mà ông còn mạnh tay lên nữa, bởi vì được cái sự ủng hộ của Đảng Cộng Hòa ở Quốc hội.
Và anh có nhớ cái ngày hôm đó ông nói chuyện, bà Kamala Harris không có đứng được sau lưng. Đúng vậy. Đấy, anh chắc em theo. Đúng vậy. Bà bảo tôi đúng bận. Tôi thấy là đã kỳ rồi. Đó là một hình thức. Mặc dù bà nói gì nói rõ ràng là đó là bày tỏ cái sự phản đối. Rồi cái bà thượng nghị sĩ Pat Murray của tiểu bang Washington là bây giờ là coi như giống như President Pro Tem của Thượng viện đó. Đúng vậy. Đáng lý bà phải ngồi vô cho thế bà Kamala Harris trong vai trò bà chủ tịch Thượng viện đúng không? Bà không, bà tôi tẩy chay. Phải để cho ông thượng nghị sĩ Ben Cardin của Maryland ngồi. Kế ông là ông Mike Johnson. Anh thấy không? Cái chuyện nó rõ ràng như thế, gặp nhau tại chốc để làm cái gì? Bây giờ tôi xử hai cái anh mà Hezbollah với lại là Hamas như thế. Và Hamas như tôi nói anh hồi nãy là họ cho thấy là à, nếu thế tôi cũng chơi cái anh mà chủ mưu ngày 7 tháng 10 để mà đối phó. Bây giờ tôi hỏi anh nè, từ giờ đến cái ngày mà bầu cử đó, liệu có nổ ra một cuộc chiến cỡ lớn không? Và kỳ này có thể là lớn hơn cả cái vụ mà ngày 7 tháng 10 vừa rồi nữa. Bởi vì Hezbollah, Hamas và kỳ này rằng họ đã tuyên bố rồi là sẽ đó là xóa sổ Israel. Mà Israel cũng nói luôn là lãnh tụ mới của Hamas là sẽ nằm kế bên các lãnh tụ cũ. Anh dự đoán thử xem điều đó có xảy ra không? Thú thật phen là tôi không dám dự đoán. Bởi vì là hiện tại bây giờ thì tôi thấy là các nỗ lực của các ngay chính các quốc gia Trung Đông vẫn đang đi tìm cách, đang tìm cách để mà hạ hỏa, tức là hạ nhiệt thì đúng hơn. Thành ra là họ gặp gỡ bên Iran, rồi họ gặp gỡ bên Lebanon, vân vân và vân vân. Nhưng mà không ai biết được là cái chuyện gì có thể xảy ra. Bây giờ là chế ta chỉ có nhìn thấy một điều rằng là thế giới đều mong muốn rằng là cái tình hình làm sao mà đừng khó khăn hơn cái tình huống hiện tại. Thì cái điều đó là ai cũng nhìn thấy. Nhưng mà liệu là những cái lời kêu gọi của thế giới có được đáp ứng hay không thì thú thật với anh, tôi không dám trả lời. Bởi vì không có ai biết được điều này cả. Tôi chỉ nghĩ một điểm là như thế này. Cho đến giờ phút này thì phái đoàn Hoa Kỳ đang có mặt ở Trung Đông. Tôi không tin rằng là cái chuyện nó sẽ bùng nổ trong thời gian phái đoàn của Washington có mặt ở Trung Đông. Nhưng mà đương nhiên là ông Tony Blinken cũng không thể nào ở Trung Đông mãi được. Cũng phải có lúc ông về lại Washington DC. Cái trên lúc mà ông về lại Washington DC thì cái tình hình nó như thế nào? Thú thật với anh là chỉ có trời mới biết. Tôi chỉ nhìn thấy một điều, như lúc anh Đô Dũng nói là cái chuyện Trung Đông là cái chuyện muôn thuở. Đúng là như vậy. Ngày xưa là người ta gọi đó là cái lò thuốc súng của thế giới. Rồi đã có một thời gian là yên nắng một tí xíu. Bây giờ thì rõ ràng nó lại trở lại dưới một cái nó lại trở lại như cũ, tức là nó vẫn là cái lò thuốc súng của thế giới. Và khi mà nói lò thuốc súng thì nó có thể nổ, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, thưa với anh Đô Dũng. Chúng ta nói chuyện Trung Đông nhưng mà không thể không nói tới chuyện bầu cử tổng thống của Mỹ. Mấy ngày hôm nay người ta ồn ào cái chuyện là bà Kamala Harris không chọn ông thống đốc George Shapiro của Pennsylvania, người mà anh Khanh rất thích. Vì ông này là người gốc Do Thái, và ông này mặc dù chỉ trích ông Netanyahu nhưng lại ủng hộ Israel rất là mạnh mẽ. Tự nhiên bây giờ nó liên hệ, giả sử như nếu mà bà như vậy là bà, nếu mà giả sử như bà Kamala Harris chọn ông Shapiro thì chuyện ngày hôm nay nó sẽ như thế nào, có liên hệ như thế nào trực tiếp với vấn đề Trung Đông? Và bây giờ bà đã không chọn ông thì thưa anh nó liên hệ như thế nào ở chiều ngược lại? Xin anh cho một cái nhận xét trong cái chuyện này, nó có liên hệ trong cái chuyện chọn người không với lại chiến tranh Trung Đông trong những ngày tới? Tôi nghĩ là nó có liên hệ, mà có liên hệ trực tiếp, nên nhớ là ông Shapiro là người tôi hết lòng ủng hộ. Nhưng mà ông có một thái độ rất là cứng rắn. Cái cứng rắn đó là người Palestine không hài lòng. Hiện tại bây giờ ở 7 quốc gia, ở 7 tiểu bang mà chúng ta gọi là những tiểu bang chiến trường, mà cả hai bên dân chủ cũng như là Cộng hòa đều bắt buộc phải chiến thắng thì mới có thể đạt được 270 ghế phiếu cử tri đoàn để vào tòa Bạch Ốc. Thì trong đó là ở những cái tiểu bang đó, chẳng hạn như ở Wisconsin, chẳng hạn như ở Michigan, họ có một cái cộng đồng người Hồi giáo rất là mạnh. Và cái cộng đồng này họ đã từng lên tiếng, họ cho biết rằng là tạm thời chúng tôi không bỏ phiếu cho ông Joseph Biden. Cái trách nhiệm của mà bà Kamala Harris bà hiểu, tức là cái trách nhiệm của bà là phải đoàn kết những người Hồi giáo dân chủ, để những người Hồi giáo dân chủ giúp cho bà để bà có thể thành công. Thành ra đó chính là cái lý do tại sao mà bà quyết định không có chọn ông Shapiro. Tôi thấy là
về cái mặt chiến lược, về mặt tranh cử thì cái điều đó là cái điều rất là đúng, và thành ra là tôi hoàn toàn tôi đồng ý với lại bà. Nếu mà giả sử như tôi có cơ hội để bà có hỏi ý kiến của tôi thì tôi cũng bảo rằng là cả ông Shapiro là người mà tôi mến mộ, nhưng mà nếu mà bà chọn ông Shapiro thì chắc chắn là sẽ gây thêm khó khăn cho bà trong cái cuộc tranh cử. Đó là cái câu chuyện xảy ra hiện nay thưa với lại anh Đỗ Dũng. Câu hỏi chót cho anh, bây giờ bà không chọn ông Shapiro, có nhiều người nói là có thể bà sẽ phải hối hận về cái chuyện đó. Bởi vì ông Shapiro là một thống đốc rất là được ủng hộ mạnh mẽ tại tiểu bang Pennsylvania, mà đây có tới 19 phiếu đại cử tri. Ông chọn Tim Walz chưa chắc mang lại các tiểu bang chiến thắng ở tiểu bang Pennsylvania cho bà. Nhưng mà nếu bà chọn ông Shapiro thì bà bị chống đối dữ dội, và đặc biệt những gì đang xảy ra tại Israel Trung Đông hiện nay. Thưa anh, bà Kamala Harris chỉ có 16 ngày để chọn một trong ba người. Ông Mark Kelly, mấy ông kia thì không kể, ba người vô final, Mark Kelly của thượng sĩ Mark Kelly của Arizona này, thống đốc Tim Walz của Minnesota, thống đốc Josh Shapiro của Pennsylvania. Thì bây giờ có nhiều người ta bảo nếu mà sau ngày 5 tháng 11 mà bà thua cái tiểu bang Pennsylvania và có thể thua cuộc bầu cử luôn, thì cái đó là cái sai lầm của bà. Bà chỉ có 16 ngày mà phải chọn nó như vậy. Thì câu hỏi chót anh là nếu mà như vậy, nhận xét vậy có công bằng cho bà Kamala Harris hay không? Bởi vì cái chuyện này nó liên hệ tới cái vấn đề chiến tranh Trung Đông. Câu hỏi chót cháy. Tôi thấy rằng là nếu bảo là công bằng thì cũng khó để mà nói là chứ công bằng lắm. Nhưng mà rõ ràng tức là khi mà chọn một người đứng phó thì là chắc chắn là bà Kamala Harris và cái dàn cố vấn của bà phải cân đo đong đếm. Họ phải tính kỹ như thế nào trước khi mà họ quyết định. Khi mà họ đồng ý với nhau rằng là chúng ta không chọn ông thống đốc của tiểu bang Pennsylvania, là họ cũng có cái lý do tại sao mà ông này vào được đến chung kết mà rồi cuối cùng lại không được chọn. Rồi sau đó họ quay sang họ chọn ông Tim Walz, họ cũng phải có lý do. Tôi thấy là cho đến giờ phút này thì mọi chuyện là tôi thấy là có vẻ cái chọn ông Tim Walz với cá nhân tôi thì thấy là có vẻ thuận lợi về mặt chính trị, về mặt bầu cử cho bà Kamala Harris nhiều hơn. Nhưng mà cũng vẫn chưa chắc là sẽ đưa cho bà đến cái chỗ trở lại toàn phải cốc. Thành ra rốt cuộc sau là chúng ta phải trở vào chứ không có trở lại. Trở vào chứ không có trở lại. Vâng, trở vào. Thành ra vâng, trở lại là ông Donald Trump. Trở vào toàn phải cốc. Thành ra chúng ta phải chờ đợi xem là coi như thế nào. Tôi còn nhớ là trước đây thì cái câu chuyện của thượng nghị sĩ McCain khi mà chọn bà Sarah Palin của tiểu bang Alaska. Rồi đến khi mà chọn xong xuôi rồi thì sau đó đến khi mà càng gần đến ngày bầu cử bao nhiêu thì càng thấy đó là một cái chuyện chọn sai lầm. Hiện tại bây giờ mới có 72 giờ đồng hồ, chưa cái điều cái chuyện sai lầm hay đúng đắn đó thì tôi thấy là nó chưa xảy ra với lại bà Kamala Harris. Thưa với anh Đỗ Dũng, tôi thêm anh một câu nữa, bởi nãy anh nói cái chuyện là bà Kamala Harris chọn ông Tim Walz là có vẻ thuận lợi, anh có muốn sửa lại không? An toàn hay là thuận lợi? Theo tôi thì là an toàn, anh nghĩ sao? Vâng, an toàn chưa chắc thắng, mà thuận lợi là khác, là thuận lợi là thắng. Anh nghĩ sao về hai cái từ đó? Vâng, tôi nghĩ là an toàn. Đúng. Dạ, cảm ơn anh Đỗ Dũng. An toàn nhưng mà đồng thời cũng thuận lợi là bởi vì là hy vọng là sẽ kéo tất được. Tất nhiên là hy vọng, bao giờ cũng hy vọng hết đó. Nhưng mà một cái nó thuận lợi, một cái nó an toàn, hai cái nó khác nhau, anh công nhận tôi không? An toàn thì đúng hơn. Dạ. Đúng. Nhưng mà thuận lợi thì chưa chắc thuận lợi, bởi vì nó 50-50. Anh thấy không? Có thể là nếu bà chọn ông Shapiro là gần như chắc chắn bà sẽ thắng Pennsylvania, là có 19 phiếu bỏ túi rồi. Đúng vậy, có 19 phiếu. Nhưng mà chọn ông thì có thể bà lại mất hai cái chỗ kia, Wisconsin và Michigan. Anh theo, bởi vì họ chống ông này vì bảo ông này thân với Israel quá. Đó, đại khái như vậy. Cảm ơn Khanh rất nhiều, cảm ơn quý giả theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn kỳ vào chương trình ngày mai. Dạ vâng, xin được cảm ơn Đỗ Dũng và cảm ơn quý vị khán thính giả. Một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tường trình đặc biệt cho Việt TV. Thank you.